các bác đang sử dụng dòng CX5 hoặc CX8 mà muốn giữ nguyên cái màn hình này mà vẫn có cam 360 với những cái bản mà chưa có cam 360 hoặc cam 360 m nha các bác nhá. Đấy, cam 360 ở dòng này thì nó hơi mờ, thì các bác có thể lắp cái bộ cam rời này. Đây là bộ cam rời của dòng DCT các bác nhá. Đấy, bác chủ chọn DCT đã tích hợp lên cái màn zin của nó luôn. Đấy là giữ nguyên zin này. Đó, em đóng cái cửa đó. Đây. Nó lên rất là sắc nét luôn. Đây, khi mà vào lùi này. Đấy, có đánh lái góc lái khi mà mình quay vô lăng luôn các bác nhá. Đấy. Rất là tiện cho mình luôn, và nó là cái bộ thiết bị lưu trữ luôn. Đấy, có thể ghi hình bốn xung quanh xe. Đây. Đó, các bác xi nhan này. Đấy. Đó. Khi mà các bác xi nhan đôi này. Đấy, ghép luôn cả hai hình bên trái và bên phải cho mình luôn. Đó, rất là tiện vào những cái khúc cua hẹp, đặc biệt là đây, khi các bác lùi này, vừa nhìn toàn cảnh đằng sau này, và cái lốp bên trái bên phải ở đằng sau mình quan sát được hết nhá, cái góc điểm khuất ở đây. Đó, rất là tiện luôn, đúng không ạ? Và với cái dòng màn này thì xe các bác đời 2020 trở lại đây đã có hỗ trợ Apple CarPlay rồi, thì mình có thể sử dụng một cái thiết bị Android Box. Đó. Đây, sử dụng một cái bộ Android Box là các bác đã đổi cái màn zin của mình thành màn hình Android luôn rồi. Có đầy đủ tính năng bản đồ, đó, nghe nhạc giải trí đầy đủ luôn. Đó, rất là tiện luôn. Và các bác có thể sử dụng phím ra lệnh giọng nói trên này được luôn. Đó. Đấy là combo cho Mazda. Đấy, bác nào đang sử dụng cái dòng xe Mazda các bác có thể tham khảo các bác nhá.